phần 71. Ở đây là quốc lộ 6 ở bản Ta Khoang, xã Chiền Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La các bạn. Và tiếp tục cuộc hành trình. Ở đây là xã Chiền Pha, bản Ta Khoang, xã Chiền Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tiếp tục mình đi vô thành phố Sơn La từ hướng Sa Pa qua đó bạn. Hướng Sa Pa qua ở Lào Cai, mình đi qua Lai Châu, Lai Châu đi Điện Biên. Bạn đây từ Điện Biên qua bên Sơn La. Sau đó từ Sơn La mình ra Hòa Bình và đi dọc về Cà Mau. Đi theo quốc lộ 14 của hành trình đường đi từ cực Bắc Tổ quốc, mình đi về cực Nam của Tổ quốc ở Lũng Cú, và mình đi về Cà Mau, mũi Cà Mau. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình nhé bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là một nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo bạn. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube, tất cả kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe là các bạn đang xem đây, và kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các đường đi trên đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Vợ chồng mình đi đâu đến đâu sẽ quay phim đến đó và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những chuyến đi của vợ chồng mình. Và hành trình đi hôm nay là từ điểm cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, mình về điểm cực Nam của Tổ quốc ở mũi Cà Mau các bạn. Và vợ chồng mình đang lang thang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là quốc lộ 6, đường chạy tương đối là liền. Hai chồng ăn cái thôi. Cái bánh cái kia kìa, mày ăn xôi, xôi tôi ăn cái kia, rồi xôi lấy xôi hai chồng ăn cho nó hết hộp vậy đó.
sao đẹp ha. Nhất là tiếng rõ sôi dẻo trắng gì đây ở dưới luôn à bạn xá chưa 17 đọc cái nắng rồi chạy cái mấy chân thị trấn Thượng Giao tỉnh Sơn La các bạn. Ở đây là thị trấn Thượng Châu, Thượng Châu, huyện Thượng Châu, tỉnh Sơn La, trên quốc lộ 6. Còn đây ta đặt tên là gì mà không biết, đường này đường Tây Bắc, thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thơm ngò quế thì tùm lum á, thấy nhuyễn nhuyễn rồi vậy. Rồi,
Ớt nha. Trứng thơm à? Không, ớt. Gió lại mát. Sáng nào cũng có trứng chiên hết, người nào cũng là cho cái trứng chiên. Bây giờ thịt gỡ vô, cứ đem cái muỗng này xong. Gỡ theo thịt ăn. Ở trứng chiên nhà ăn cũng được à. Chạy bình thường, cái xe đó còn chạy nhanh hơn mình. Cua bản thơm cụm 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 bản thơm thơm, thơm. Chữ ô thơm, chứ không phải thơm, thơm tho, còn là thơm nôm.
phòng chỗ nãy, tức là hai đầu, đầu bên đây, đầu bên kia. Đầu chiều bắc đi ra thì mới đi vô. Rồi. Đổ gì thêm nữa hả? Hốt vài cục đá bỏ cho đầy lên đó. Bỏ rồi đầy rồi đó, rồi mới xuống rồi. Chứ hở nước lọc luôn không không? Cái bụng này giờ siêu âm đổ chát. Muốn xịt tiêm không? Ở gần mấy gian này nhức đầu lắm. Mà hên là mướn nhà nghỉ thì chỗ nào cũng không có ve, cây có mà không có ve, hay là dùng nó lạnh quá nó không sống nổi. Sợ nhất là mấy ve kêu điếc đầu không ngủ được. Nửa chai phải không? Nãy giờ muốn hết chai rồi. Đó là nửa chai. Này có nắp đậy. Tốc độ 50. Kiểm tra. Rồi, tôi biết rồi, đang giờ. Có cái nào không ạ? Trên mặt không ạ? Từ từ. Thẳng từ từ. Để đi. Từ từ cứ từ từ đóng kia. Sơn La 27 km. Vẫn là huyện Thuận Châu phải không? Kiếm cái địa chỉ bản Thuận, huyện Thuận Châu. Đây có cái bản này. Công Mường, Tông Lạnh, Thuận Châu. Tông Mường, Công Lạnh hay Tông Lạnh ta? Công Mường, Tông Lạnh, Tông Thuận Lạnh Châu. Thuận Châu, Thuận Châu là huyện á. Công Mường đây nè, thị trấn Thuận Châu không phải này, nãy mới vừa nói xong á. Để cái lại cái bản khác ngừng lại luôn á. Kiếm cái bản cực của này nè. Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu. Xã Tông Lạnh được rồi. Tông có gờ. Và vợ chồng mình xin kết thúc video ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La các bạn, trên quốc lộ 6.